Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn bộ phim Trung Quốc Cá Sấu và Chim Choi Choi. Bộ phim có thể loại tâm lý xã hội được thể hiện qua một câu chuyện tình yêu xa xứ, lãng mạn ngọt ngào, độ dài 50 tập. Gương mặt già mạ, Mango TV phát hành từ ngày 18 tháng 11 năm 2019, từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày một tập. Bộ phim với sự tham gia của đôi diễn viên tên tuổi danh tiếng được nhiều khán giả hâm mộ trong năm vừa qua. Nam diễn viên điển trai con nhã với nụ cười tỏ nắng Trần Bách Lâm đóng vai nam chính Câu Mỹ Văn. Nữ diễn viên xinh đẹp tuyệt sắc với ánh mắt quyến rũ Trương Thiên Ái đóng vai nữ chính Lý Nam Ân. Tình yêu của đôi nam nữ là du học sinh tại châu Âu có tính cách tưởng như khác biệt. Phim bắt đầu từ cô gái Lý Thiên Ân đi du học ngành kiến trúc tại nước Pháp theo đuổi nằm niềm đam mê cổ truyền thời xưa. Tại Pháp, cô gái Lý Nam Ân gặp gỡ chàng trai cũng theo học kiến trúc đã xảy ra nhiều va chạm do tính cách khác biệt. Châu Dĩ Văn là chàng sinh viên du học tại Pháp theo đuổi ngành kiến trúc đương đại, bảo vệ môi trường sống tự nhiên. Ban đầu, Châu Dĩ Văn có nhiều mâu thuẫn với cô gái Lý Nam Ân, nhưng về sau, hai người bắt đầu có tình cảm ngọt ngào với nhau. Nam diễn viên Trần Bách Lâm vốn hoạt động tại Đài Loan, đóng phim chính thức từ năm 2010, để lại nhiều ấn tượng. Trần Bách Lâm đóng các phim gần đây là Quả Dương 2, Thiên Lý Đồng Phong, Quả Dương Phá Hiểu, Chi Chiến, Đi Tìm Tình Yêu. Nữ diễn viên Trương Thiên Ái đóng phim từ năm 2014 được đông giả bảo khán giả yêu mến từ các phim cổ trang gây tiếng vang lớn. Trương Thiên Ái đã đóng các bộ phim là Vũ Động Càn Khôn, Phòng Tiếp Tiến Hóa Tình Yêu, Thái Tử Phi, Thăng Chức Ký. Sự kết hợp của đôi diễn viên có nhiều thực lực lần này hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim tình cảm lôi cuốn, lãng mạn, đáng yêu. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc khi thưởng thức một bộ phim tình yêu tươi trẻ này. Hẹn gặp lại các bạn vào những dịp khác. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.